Ok, giờ đẹp xô nè, đừng ngọt nế và cùng một cành video thứ mấy nâng ngày nắng ở trong chai lên vì các bác chàng đã dương tay thơ còn nọt lơ vì LD nâng vì ọt miền AT nó này cần là chia là biếp đẹp trong ở cái thật đấy giờ Fake GPS bàn trăm trời chẳng miền bong bong đây thôi mình nôn cực còn nọt Fake GPS trời vì rốt tấn này với rốt tấn nào vật trâu tí tăng tam VPN dơ nó khởi chắc ngày nay nhóm trong bằng hai tỷ là biệp cũng nọt tay đi xa nhóm pra sơ xác bờ chỉ tu tao tới vì miền Fake GPS ra bài tay ảnh nhóm trong chỉ ưu tịch hò group VPN ai quên chẳng bàn đòi còn nọt tam nâng tới dân mở thò rệt nà rệt nấy dân còn nọt tam Fake GPS tam trâu tới dân trâu ca ép chùm nuôi được chụp Fake GPS vì mình tràn chẳng những trâu ca pra mỗi năm mình nè nó xài lửa bóng phổ nó khnia. Ok hay vậy tới sẵn nệm pra sơ xác ai tầm mơ video chá chá nhưng bán chạy lên rồi giá là việc bạc Fake GPS còn not AA là lỡ đi rồi ai tại ảnh nâng nhầm thơ video nâng cứ nhầm trong và hành vì thả biệt pra VPN nè khnia pra express not VPN VPN tràn miễn tràn nè pra tới ai cần not Fake GPS tam là biệp nhóm bán rồi có ai xạ mở bán đó nè tại xa sơ xác về miền Fake GPS trap hành chẳng nhiều bạn vừa tầm nâng các bạn này tại bữa thay dương trong vừa tầm nâng các bạn này vua về class Fake GPS không sơ xác về có chạm vào sơ bàn lộ này tại bờ Fake GPS dương pra cầm thị trường núi vì ai chạm bàn lộ chẳng đó. Ok anh dân cũng ai nơi dú dân cả đây đi mùi máu nè nhé cả đây đi mùi máu hai bữa tập máu nhưng cho từ này Play Store này mà về tới trong dùng nông bôi nè login nó sign in mail cho ra ấy về miền Tây ha update Facebook gặp ấy dân cho từ update nâng khung app khung Google Play nâng về scroll buộc dân pra về class Facebook pra app series cha để dân update 8 vì function mình dùng nút việc cho nên thảo phân xem mình những việc bạc chấn dân cột dân sạch in me dân cho tới hai bên mình bánh hạ update cầm thì ấy dân update ô tô tới việc rồi. Ok bây giờ máu dân lợi in account tới dân sạch in máu. Ok chấn dân sạch in me dân cho sánh. Ok bây dân tà lan cho nên thay dân in lợi rủi hái này vì tranh đồ ruộng nữa này bây dân lợi in cứ cái line trăng này cứ bị trên một mail bảo dương chấn dương ai download cầm thì ấy xua bàn ảnh chấn tầm 4 dương download cầm thì muối để trong thà tầm rau ca dương mình là chiều Facebook Fake GPS Google Chrome Google Map vì mình trang cầm thì để dương ai chạy mơ là ti tăng dương nơi nào cần bảo còn chấn. Ok chẳng những cho dần máu nhưng cho download Facebook máu install muối hay những install muối nào nè và tờ máu Fake GPS nha chậm tình nào không hay những enter máu chẳng Fake GPS mình tra nữa nè mình là Fake GPS location mình Fake GPS date mình Fake GPS location professional sẽ dây tran trap nhóm pra Fake GPS này nè rụp tí 2 nè khni rụp tí 1 នឹងអត់ដែរប្រើទេអ្នកខានប្រើយូរហើយតែទី2នឹងខ្ញុំប្រើស្រួលចាប់ទីតាំងច្បាស់អញ្ចឹងណាតែអានឹងអាស្រ័យលើអ្នកនរគ្នាទេចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរអា Fake GPS location professional នេះក៏បានអា Fake GPS នេះច្រើនមានច្រើនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងdownload កម្មវិធី Fake GPS នេះមួយមកវាបាយចង់ថាវាក្រុមហ៊ុនបាយតរោអូបាយ rail dân install máu hay bây tập mà tiết dương install Chrome để hào tập Chrome dương á nè. Ok những enter mới máu những download Chrome mới tiết cứ Google Maps những download về máu vậy tới là Mary nắng chia cha thế nào nè tại sao bằng một đây mày mình nôn gật còn nó tới gật trâu tam ti tăng để dân chẳng bàn chẳng nè. Ok យើងចូលទៅមើលយើង download បានកម្មវិធីហ្នឹង Facebook, Fake GPS, Chrome, Google Map ដូចជាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាហើយបន្តមកយើងចូលទៅ setting សិនអ្នកនរគ្នាអូផ្លេចមួយទៀតអ្នកនរគ្នាសូសាកVPN យើងណាអូខេយើងដល់លើសូសាកមកអញ្ចឹងពេលមុនយើងរៀបចំចង់និយាយថាមុននឹងយើងរៀបចំដាក់ login log a ស្អីស្អីធ្វើហ្នឹងយើងចូលទៅ setting សិនអ្នកនរយើងចូលទៅ setting សិននេះ setting របស់ LD យើងចូលសិនមកយើងវាយពាក្យ bin number អូខេហើយបន្តមកយើងចុចវា4 5ដង6 7ដងណាយើងចុចឲ្យញាប់ទៅឃើញវាដាក់ you are now developer យើងចេញសិនមកហើយបន្តពីយើងចុចអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាមើលតាមខ្ញុំមួយមួយណាយើងវាយពាក្យ locationហើយបន្តមកចូលត្រង់នេះចូលកន្លែង emergency location និយាយទៅវីដេអូនេះរបៀបធ្វើវាអត់មានអីថ្មីអ្នកគ្នាជារបៀបចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំធ្វើចែកម្លេចមុនហើយតែឥឡូវយើងធ្វើឲ្យវាតាមស្តង់ដារយើងថាតាមដំណាក់កាលវិញស្តង់ដារតាមដំណាក់កាលវិញកុំឲ្យបងខ្លះគាត់ទៅមិនបានឃើញវីដេអូអញ្ចឹងគាត់រៀបចំបានល្អអូខេបន្តពីយើងរៀបចំអញ្ចឹងហើយយើងចេញវិញមកយើង login fake GPS យើងណានេះដល់ច្រឡំ login សូសារបស់យើងឥឡូវយើង login មកអញ្ចឹងសូសាខ្ញុំទិញ2ឆ្នាំមួយក្រុមការងារចេញម្នាក់បន្តិចទៅដូចជា2ឆ្នាំហ្នឹង$60អញ្ចឹងយើងដាក់នេះយើង login មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ login សូសាចូលសិនអ្នកនរចាំបន្តិចអូខេអ្នកនរបន្ទាប់ពីយើង login សូសា account ចូលហើយវាគឺចេញតម្រងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់ទៅណាយើងចង់ប្រើសូសាហ្នឹងទៅតំបន់ណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកទេអ្នកគ្នាគិតថាតំបន់ណាដែលល្អអ្នកគ្នាអាចដាក់ទៅចុះហើយចំពោះ static IP នេះខ្ញុំអាចនិយាយបន្តិចគឺ static IP នេះពេលអ្នកគ្នាដាក់ log account វាមានបញ្ហាអត់ log អត់ចូលសម្រាប់ static IP សម្រាប់ US វាតាម account ខ្លះគឺរើស IP មែនតើដាក់ IP ពួក static ហ្នឹងគឺអត់ចូលទេតែអ្នកគ្នាអាចប្រើជាIP US ផ្ទើតែម្ដងរត់ចូលតែម្ដងគាត់ថាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដើម្បីចង់ថាអូខ្ញុំចង់ប្រើ US ទៅប្រទេសណាឬក៏ទៅទីក្រុងណាដែលគេមិនសូវប្រើអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមើលទៅហើយត្រូវប្រយ័ត្នសម្រាប់សូសាកហ្នឹងវាបញ្ហាដែរទីក្រុងខ្លះគឺ login account ចូលវាទៅជាចេញនៅតំបន់ស្អីស្អីផ្សេងអ្នកគ្នាចង់ថាឧទាហរណ៍យើងចូល Boston តែវាទៅចេញនៅប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាឬវាអត់ចេញទីក្រុង Boston ទេវាទៅចេញ unknown location អីអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាឬក៏ Miami អីអញ្ចឹងអូខេបន្តមកសម្រាប់ខ្ញុំតែងប្រើគឺ Dallas ហ្នឹងគឺ login account ដែលមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងយើងចុចកញ្ញាផ្កាយនេះមកហើយចុច Dallas មកយើងអូយកអូខេបន្តមកយើងឲ្យវា connection យើង bet មកហើយបន្តមកយើងចុចទៅ settingយើងយកអានេះមកយើងឃើញនេះដាឡាស់នៅនេះស្រេចយើងចុចពងមកហើយយើងចុចបើកអានេះមក auto connect ហើយយើងចុចអានេះហើយយើងចុចដាឡាស់ហើយត្រង់នេះមួយទៀតអ្នកគ្នា allow location access ហ្នឹងគឺត្រូវចុចវាណាចុច setting មកហើយដល់ត្រង់នេះអ្នកគ្នាចុចអានេះមកចុច location បើកណាតើអត់បើកបញ្ហាហើយយើងចេញវិញមកបន្តមកយើងចេញមកទៀតហើយបន្តមកអ្នកគ្នាត្រូវចុចនេះ Android Native Kill Switch ចុចវាមកចុច continue ហើយចុចត្រង់អញ្ញាស្ពឺនឹងមកចុចបើក block connection ព្រោះបើអត់បើក block connection ទេពេលយើងបើក VPN មកគឺវាអូតូទៅចាប់ IP ពីក្រៅវិញណាដូចជាយើងប៉ះយើងពងបើក IP ខ្មែរទៅវាទៅចាប់បដ ாய் អូខេយើងមើលទៅអ្នកគ្នាដូចជាអត់មានអីទេហើយសម្រាប់អ្នកប្រើសូសាកដែលចង់បើក fake GPS នេះអាចមកបើក fake GPS ត្រង់នេះបានតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងគឺធ្វើវីដេអូសម្រាប់ VPN ទូទៅ VPN ណាក៏អាចធ្វើតាមនឹងបានដែរអាចតេស្តសាក់តាមនឹងបានដែរអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាមិនតម្រូវឲ្យធ្វើតាមទាំងអស់ទេតែអ្នកគ្នាអាចតេស្តបានអូខេហើយបន្តមកពេលយើងកំណត់ VPN យើងរួចហើយអូខេ VPN យើងមើលពេលយើងអត់ទៅបានប្រើ Fake GPS យើងចូលទៅ Google Maps មើលវាចេញអីណាវិញ Ok, về chành này là thế này. Đội miền Việt, Đạm Việt, Đà La. Downtown. Ở tên đăng chanh này ná thì nó thấy à dương mơ sân nó nên đăng nơ Đà La đăng sân nơ ý ná nè. Nó thì chanh nơ Washington nó nè. Ok nó khné dương ở lớp dương trăm nó khné này về nâu Crown Pia Acura DC chăng. Ok dương chanh vinh sân máu dương bẹt về chân á. Bất tập màu nó khné châu tơ cần nọt. Ồ dương chai hụ sân dương chai hụ sân. Và riêng nhanh nhanh tịnh nó tại vì đôi chiếc mình ấy chẳng. Nhưng vài hữu ở đợt nền máu. Nế à VPN nó như một tên bác phê GPS nào đó. Ok. Nế Đà La vì chênh Đà La My IP bạn là phải pram này sẽ làm sơ xác bằng ai nữa kia trong ban mà rồi cứ riêng với bạn tịch sơ xác cái hào và chlam á nè vì cứ ban là phải pram cả sub ấy nó cứ chả nó hay à về chẳng thà IP class chật sub chật pram của họ đừng mày tay ráp nhưng mà sơ focus đấy là đừng thà vậy tao dương trong đọc sai ban này mơ tam YouTube tao tay nhưng chứ nó vào ta ban tao hay profit over tam nữa nè. Ok ai bật máu này Fake GPS dớn bật triệu đồng tiền tuần ba cái này này Fake GPS tuần miền Tây ram này cứ VRAM là VPN này hãy đuổi mềm nhắn dương dương chấm cái này này về nơi Crown Acura DC đuổi chiều Washington này cái này này về đại West Center in Washington chẳng ram anh ở nơi thị trấn này cho một con nọ trắng này tại con nọ trắng này ở nơi ở trâu về như ta mình làm mình trâu về Việt trâu đại tại còn mặt ruột cứ Việt lột về những băng lực trâu lột mà nơi Washington mình đại trong sự chết trâu Fake GPS không em đang chăn nuôi từ nè bà đang chăn nuôi từ bạch bà đang đây nó nè. Ok em từ máu ở dương châu từ còn mặt Fake GPS lớn dương mơ sơ sạc chứ bạn này nè Đà La chấn dân mau còn nọt Fake GPS dưỡng tự Đà Lạt đài ở lớp Fake GPS dưỡng ở tên còn nọt đấy nó nhầm riêng bị là biểu còn nọt Fake GPS ở bàn trầm trờ tiệt chẳng Fake GPS đâm bay còn nọt Fake GPS đào nợ này chạy lưu Fake GPS máu tôi bị tranh chẳng người dân cho accept hai bật máu lại khởi nhé Fake GPS nó ở tên nâu rất na gì cứ vì nâu tè tàu nâu lừa cái hào vận tuyệt Equator hai bật máu dân cho này dân chọn đấy họ này dân chọn này máu bồn bắt đầu bị chọn trang hái viên đang chênh ở mọi location not enable chắc dương mình tha location chẳng thà Facebook nó ở tên từ còn not cái line mọi location này chắc dương chọn ở development setting máu chọn bồn máu đôi khi nhóm tạm chắc nó kia muốn nó kia vừa nó cứ từ còn not ở cái line biên number p nó kia chọn biên number 456 đo máu viên đang chênh ở developer option ở dương này chẳng dân cái chọn này dân cái chọn ở trong này máu về load màu cái line developer setting ao vậy từ máu dùng scroll cho crown máu chỉ tu tứ à cái line mọi location về nơi crown cái line debugging chẳng về nơi cái line debugging nó dân scroll màu sầm này này arrow mình khơi này sập về nơi cái line debugging hàng ngày chẳng dân này về khơi nhé select mọi location chẳng dân select chơi về lơ về pong máu hay ở trong này về miền Tây sơ sát năng Fake GPS dường chẳng lấy ra sơ sạc về mình Fake GPS dường việc tờ clone chẳng nó này cho ảnh này các bạn trong pra này cao của bạn tại ra VPN xếng cứ ảnh mình ảnh này load mà ôi khơi nhẹ cái lành ô thò này ảnh này pra express ảnh mình express load một tranh trong nâng này vì tranh đặt Fake GPS dường để dường tờ láng chẳng như chơi cái lành Fake GPS máu. Ok bởi tập máu như chơi tranh vào bánh hay bởi tập màu là biệt thả. Ok nhóm trong đạo viết tờ Đà La chẳng nó này mình sơ chẳng mình nào cái này chứ tôi đã ngạc này mình sơn chẳng chẳng vì dù thôi nhé ô nhóm đặt Đà La rồi dù chẳng á ina rồi khơi nhặt khơi mình khơi Đà La ấy chẳng á ok mà ta bị lươn nó khi cho cái lạnh cho bay đằng máu hãy cho bị sơi chẳng trăng nè nó khi cái lạnh cái nào đã coordinate chẳng coordinate nó cứ vì ao dương vay led long anh là lòng chẳng nó khi cho màu chrome dương máu cho website led long nên là khi phải đãi led long cho việc pong máu hãy bắt đầu máu này vì đã led latitude and longitude finder chắc như chọi việc pô máu bắt đầu mà đo trong này nó kia đang khơi nhòi về website nâng về đang ao dương vay cho người ta mua tì cong đây nó kia gồm cùng để prao VPN nâng này kia prao VPN này nà nó đã lại ok chắc nhỏ kia vay đã là máu chẳng chứ đã là bắt đầu máu như chọi phải bắt đầu bị chơi file máu vì đang chênh latitude and longitude chẳng nhưng khơi non này nó còn này khơi những cái line coordinate vì đặt long latitude and longitude chẳng nhưng copy máu hay dừng một pha màu hay bị tập máu dừng copy này máu dừng pha màu dừng chơi ok pong khơi nhé rồi ô tô tờ là làm mỏng bát tân cuối râu cuối ấy nó cái này khơi những việc tàu đã là cho mỏng ai bắt đầu máu nó khi chơi pong này máu rồi khởi nhé vì chơi sinh nhà này mỗi khởi thời giờ pong nó đã lại nè ok bắt đầu máu những bật sần chẳng mê tha Fake GPS running chẳng mê tha Fake GPS dương pong đào chẳng không p cùng bóng dương pha này những chọn bật ảnh đấy ha dương ai bật pha nữa cái này Fake GPS nó đào thầm đá này những chọn bật bàn ở đây thì chẳng dương một chai giờ cái Fake GPS ở này map dương thầm đá với cho mới việc tranh này là okay. Ok khởi nhé nó cái này rồi một đà la ô tô mà khởi nhé mánh mình dân ba Fake GPS dân mình prao VPN này đập dân prao VPN Đà Lạt tại vừa từ Đà Lạt hay vừa từ Sài Nam Sài Washington tại đập dân prao Fake GPS này Fake GPS này hái còn nọt rồi Đà Lạt hái khởi nhé yeah. Map dân khởi nhé từ Đà Lạt khởi nhé Đà Lạt farmer market ok chẳng khởi nhé Đà Lạt downtown vì ruột màu Đà Lạt ô tô à chẳng nó này ai tra bàn chẳng mấy thằng ok bây nó này clone từ clone LD prao trang tới nó này ở nhỏ trong prao Đà Lạt đi nhưng trong prao từ New York rồi có từ ở Boston chẳng nó này đô màu trong này máu vài US Boston máu oh sầm tô nó này vài đã Boston máu vì đang chơi ai là cái này đã Boston giống như cho cái line sky nương máu pong máu như đã Boston push máu thành pong Việt Đài ấy chẳng viêm pong connect tới Boston chẳng như cho một sự thính cho một cái line VPN này máu cho một cái line trong này đổ tới Boston pong trong này mỗi cái line preference ấy đổ tới Boston pong máu tới bắt đầu máu là cái này bong ở Fake GPS nhóm pong ở đâu đã là dân thương mệt dân miền Tây brom thế nó cái này bật pong máu hái cho một tròn này cho một con website led long này máu vài Boston ở đó này hay file vì máu bắt đầu vì change band dân nó cái này còn brom là cái này chơi homepage máu vài Boston đồng tiền rồi website nước Việt đánh chẳng anh chơi xây đồng tiền máu ok bắt đầu máu bị change nhé hay bắt đầu máu nó cái này chơi copy này máu mò trong cái line search cho pong máu trong này cho pong máu khởi nhé nó này rồi từ Boston ô tô ấy vừa tập máu vừa cho pong khởi bên nào Boston đấy hấp hoặc này trong lục bong nhầm trong lục cho như chả nó này màu stam khởi với đạo location pì ấy chẳng nó này p trong lục cho như nó này màu stam lừa này máu nó làm lơ vía máu dương ai lục ba này rồi cứ dương ai đã nè bé đôn này ba này chẳng nè trong lục trong ấy cứ dương thôi chẳng ok bây giờ máu khởi nhé khởi virus nó đã la hết nó này giờ là virus nó Boston này nó này bây giờ máu nó này chanh vào vĩnh dương mà mờ mẹp này từ bốn người nó đã la chẳng như chọi biển này môi sân máu này pong máu ok rồi mà Boston này nó này khởi nhé Boston City Hall khởi nhé vì nào Boston này chẳng với miền ấy bờ bãi thì nó cái này vì ta bắn năng này ra dùng khăn ở đây này còn nát về cho ba máu này còn lành sợi máu đạo lẹt lò ấy là lò màu còn mọi bạn cuối tiên nó cái này cuối tiên cái khác trâu tam này thế Ở trâu dù mùi IP về cái này Latitude and Longitude bên nó này đã tới cái trên ô tô trong này này còng nữa chẳng mối tiệt Grab Fake GPS với ô tô nó này bên nó này bật LD tránh với ô tô thì công giờ làm thay với ô tô thì ô tô tạo VPN này Fake GPS nó cứ dân từ cho từ ba VM RP để dân cho từ pra account cho mới nhóm ô tô mới nhóm restart là LD nương muối ok p dân restart hái khởi nhé đào ta nét nè đào ta VPN đấy nè pasting mà lỡ khởi nhé mình là VPN đấy nè Fake GPS đào đấy nè giống này tao chọn màu pong máu viên đường rớt ô tô rồi hái tự máu nó kia tay miền bánh hà chọn màu tránh nhìn chọn nâu màu khởi nhé ở này rớt màu Buston ô tô và đào nhẫn nè nó dân chọn nhẹ chọn máu pong máu khởi nhé mẹp dấn tao nã Buston khởi nhé Buston miền tao nà không nơi bật nắng ai bật máu của bạn ở này cho là tàu Facebook tới ai login account login cho lại tới bật nắng ngay này này về đội admin ấy này trang đây riêng cho từ huơ dạ cho từ huơ chạy mời mà Buston bị ban bằng man phía rồi bàn 8 bật nắng ngay này này mời cái miền no tại bàn 8 mình chẳng ai nhớ sơ xác kìa vì ở ban nói lo chuyện này cứ như nó này bây giờ bạn máu này Fake GPS running ok bạn nâng ở con nhạc này chụp nên video cáo cầm tan ở nên vô ban tráng sẵn đáy mới ở con chùm điệp lia